Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Như vậy là chúng ta đã đi hơn được một nửa chặng đường của năm 2023 rồi. Và khi mà mình lên trên shop á, thì mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi là trong năm 2023 nè, khi các bạn mua một cái cổ máy Nintendo Switch mới á, thì các bạn nên chơi tựa game nào. Vì thế hôm nay mình sẽ thực hiện một video clip ngắn nói về những cái tựa game mà các bạn nên chơi trong nửa đầu năm 2023 này nhé. Tựa game đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở đây ấy, đó chính là The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Đây có thể nói là tựa game hay nhất trong nửa đầu năm 2023 trên Switch luôn. Và nếu như không muốn nói là cả năm 2023 thì không có gì có thể chối cãi được rằng ấy, đây là một cái tựa game rất là hay luôn. Khi nó không chỉ kế thừa và phát huy những cái giá trị cốt lõi của phiên bản Red and White mà còn biến thế giới trong game trở nên rộng lớn hơn, sinh động hơn, đồng thời bổ sung thêm rất nhiều cơ chế khác nhau vừa để game thủ có thể tự do hơn nè, vừa thỏa sức sáng tạo hơn. Thật vậy, chỉ cần mới ra mắt được vài ngày thôi, game đã có một cái mức độ phủ sóng rất là rộng lớn luôn trên mạng xã hội, nhờ vào cái cơ chế là chế độ nè, rồi cơ chế feel là những cái món vũ khí với nhau. Rất nhiều game thủ đã chịu khó tìm tòi khám phá làm sao để tạo ra được những món vũ khí có sát thương cao nhất, hoặc làm sao để chế tạo những công trình thiết bị nào đó nó thật là độc đáo và mang cái chất riêng của mình. Và ở trên vùng đất Hyrule rộng lớn bây giờ lại có thêm là những cái khu vực giống như cái hòn đảo bay trên trời nè, hoặc là những cái hang động ngầm dưới đất, biến khiến cho cái vùng đất này á giờ lại đã rộng, nay còn rộng lớn hơn và có rất nhiều bí ẩn để các bạn khám phá luôn. Và đã có rất nhiều game thủ luôn nha đã lơ là cái việc giải cứu nàng công chúa Zelda, cũng như lơ là luôn cái việc đi chiến đấu với Ganondorf, mà suốt ngày chỉ tìm tòi trong các hang động để kiếm đi những cái nguyên liệu nè, và đã chế ra những cái món đồ, những cái phát minh vô cùng vĩ đại. Thậm chí đã có những game thủ đã phát minh ra được luôn tên lửa để bay lên mặt trăng. Và mình không biết tới bây giờ những game thủ đó đã có thể cứu được nàng công chúa Zelda hay chưa, nhưng đó sẽ là những cái câu chuyện của các bạn ấy để chia sẻ với các bạn. Còn mình ở đây mình chỉ muốn nói rằng nếu như các bạn có cổ máy Switch và chưa bao giờ chơi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom thì hãy mua ngay cái đĩa game này về chơi nhé. Tựa game thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở đây nha, đó chính là Kirby Return to Dream Land Deluxe, được làm lại từ một trong số những cái phiên bản Kirby thành công nhất trên máy Wii, và nay được cải tiến với lại cái nền đồ họa mới đẹp đẽ hơn, tươi tắn hơn, đồng thời được thêm vào rất nhiều cái mini game và những cái chuyến phiêu lưu ngắn ngắn khác nhằm bù đắp cho cái phần chơi đơn có thời lượng khá là ngắn trong cái chuyến quay trở lại Dream Land của Kirby lần này. Thì cái mặc dù cái tựa game này nha, có khởi đầu rất là chậm rãi và khô khan luôn, nhưng mà nó mau chóng trở thành một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc nhờ vào các màn chơi trong game được thiết kế vô cùng độc đáo và sáng tạo luôn. Đặc biệt ngay cả khi với các bạn đã từng chơi qua bản game gốc á, thì game cũng bổ sung thêm một cái chương mới tên là Mangolo Epilogue. Đây là một chương thêm vào nhằm tăng thêm cái giá trị chơi lại của game. Và theo cảm nhận của mình nha, đây là một chương được thiết kế vô cùng hấp dẫn luôn, với các màn chơi khá lạ lùng độc đáo. Và đó là chưa kể trong cái tựa game này nha, chúng ta còn được bổ sung thêm khá các mini game khác nhau, cũng như thêm vào những cái đợi chế độ biến hình, chế độ kết hợp khác của Kirby ấy, để cho các bạn có thể thoải mái khám phá luôn. Và mình đảm bảo rằng dù các bạn đã chơi cái tựa game này hay chưa, khi đến với lại Kirby Return to Dream Land Deluxe, các bạn sẽ có khá bất ngờ thú vị để mà khám phá đấy. Nếu phải kể tên tựa game nào trên máy Switch mà khiến các game thủ phải chờ đợi dài hơi ấy, thì mình sẽ kể tên tới là Pikmin 4. Tại vì sao vậy? Tại vì sau thành công của Pikmin 3 vào năm 2015 ấy, thì mình đã nghe phong phanh rằng Pikmin 4 đã được đưa vào trong sản xuất rồi. Thế nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà phải mất tới 8 năm trời để Pikmin 4 có thể được ra mắt. Và không phụ lòng người hâm mộ thì Pikmin 4 ấy, đã làm rất tốt trong việc mở rộng các công thức làm nên thành công của các phần game trước, khi mà biến cái thế giới trong game là không chỉ đa dạng nhiều màu sắc hơn nhờ vào việc mang hết tất cả những cái chủng loại Pikmin đã từng xuất hiện trong 1, 2, 3 quay trở lại, mà còn thêm vào nhiều điểm thú vị khác nhau để các bạn khám phá. Thậm chí nha, mỗi lần các bạn tưởng rằng mình đã có thể hoàn thành hết tựa game này thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận ra rằng còn rất nhiều thứ khác nhau để các bạn có thể khám phá, bên cạnh việc đi chu du khắp hành tinh xa lạ cùng chú chó cưng và đàn quân Pikmin dễ thương của mình. Điều tuyệt vời nhất ở tựa game này có lẽ phải kể tới việc là game cân bằng rất tốt cái việc bổ sung thêm những cái nội dung mới nè, những cái tính năng mới để giữ chân những người chơi cũ, đồng thời cũng phải làm sao cho game vẫn đủ đơn giản để cho những người mới có thể làm quen, từ đó giúp cho các bạn cái việc mà chia sẻ cái niềm vui của mình với những người chơi khác trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn rất là nhiều luôn. Về mặt hình ảnh á, thì có thể tựa game Pikmin 4 này nó sẽ không so sánh được với siêu phẩm Tears of the Kingdom đâu, nhưng bản thân mình á, phải công nhận rằng tựa game có đồ họa khá đẹp, cùng với một cái field of view, cái tầm nhìn của game khá là xa và bao quát luôn. Thế nhưng mà game vẫn hoạt động rất là ổn định ở cái mức 30fps luôn. Đây là một điều khá là hiếm đối với những cái tựa game mà AAA trên là máy Switch hiện tại luôn nhé. Quay ngược lại khoảng thời gian đầu năm 2023 thì các fan của game Mộc Đế nói chung và những cái fan của máy Nintendo Switch nói riêng đã đón chào một cái siêu phẩm vô cùng tuyệt vời luôn, đó chính là Fire Emblem Engage. Đây có lẽ là một trong số những cái tựa game Mộc Đế ít ỏi khiến tôi có thể chơi một mạch từ đầu tới lúc kết thúc luôn, tính từ cái thời điểm mà cái phiên bản Awakening ra mắt. Tại vì bây giờ thì sau khi những cái phiên bản khác giống như Treehouse nè,
hoặc là bản Fate chẳng hạn, thì mình cảm thấy cái tựa game Mộc Đế nó có phần nào nó hơi nhạt nhòa và nó đi sai với lại là cái những cái mục tiêu nó định ra ban đầu. Thế nhưng mà khi đến với cái lại là cái Fire Emblem Embrace này á, hay Mộc Đế này á, thì mình cảm thấy bây giờ game đã bắt đầu đi đúng hướng hơn. Đầu tiên thì mình sẽ kể về độ khó của game nha. Nếu như bạn không cày cuốc thường xuyên và chỉ chơi theo phần cốt truyện chính thì game có độ khó được cân bằng khá là tốt luôn. Bất kể các bạn đang chơi chế nào đi chăng nữa, normal hay hard gì á, thì nó vẫn mang lại một cảm giác khá là thử thách, nó không có quá dễ luôn. Đặc biệt ở cái phần hard nha, mặc dù nó rất là khó khi các bạn chỉ đi sai một nước thôi là chúng ta có thể trả giá rất là đắt luôn, nhưng mà nó không phải là cái cảm giác là không thể vượt qua được, mà nó rất là sát nút luôn các bạn ạ. Phần cốt truyện thì được lồng ghép nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà theo mình đánh giá nha, nó không quá đột phá nhưng cũng đủ gây ấn tượng, gây tò mò, gây ấn tượng để mình có thể theo dõi từ đầu đến đuôi luôn. Cá nhân mình á, mình thích nhất ở cái trò chơi này á, là cái nó cho mình một cái cơ hội để gặp lại những cái vị anh hùng đã từng gắn bó với tuổi thơ của mình nào. Mình kể ở đây là không có tính đến những cái phiên bản DLC nha, mà mình tính ra trong cái mạch chuyện chính luôn. Tại vì hồi trước mấy cái bản trước á, nếu như các bạn mua DLC này hay các bạn làm gì đó thì có thể là gặp lại được những cái nhân vật các phiên bản cũ hơn. Ngoài ra cái cơ chế social sim ở trong cái Mộc Đế mà Enray này nè, thì nó cũng được đơn giản hóa đi và nó nhường chỗ cho những cái hoạt động hấp dẫn hơn, rồi với các mini game để các bạn có thể trải nghiệm á nó nhiều hơn về cái thế giới trong game. Thì cá nhân mình á, mình thích nhất là hai cái hoạt động nha. Thứ nhất là tập thể dục nè, cái thứ hai á là hoạt động là cưỡi con Wyvern á bay khắp nơi luôn. Điều này mình cảm thấy nó có cái cảm giác gì đó chân thật hơn rất là nhiều, và bây giờ mình cũng đã hiểu được cảm giác của những cái Wyvern Knight nè, Wyvern Lord khi họ cưỡi những con ra Wyvern này á xông thẳng vào kẻ thù rồi như thế nào, hoặc là lúc họ bay lượn trên trời ra sao. Và đó là một trong những cái tựa game mà mình khuyến khích các bạn á là nên chơi thử trên máy Nintendo Switch bên cạnh tựa game Tears of the Kingdom nhé. Tựa game tiếp theo á mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Disney Illusion Island. Thật khó có thể tưởng tượng được một trò chơi nào có thể được thiết kế theo phong cách Metroidvania mà lại vừa có thể khiến cho người chơi cảm thấy vui vẻ được. Ấy vậy mà Disney Illusion Island á có thể làm được điều đó nha. Game có thể đơn giản về mặt thiết kế nè, rồi về mặt cốt truyện cũng không có gì đột phá, nhưng mà phần gameplay á nó rất là mượt mà luôn, cũng như lịch sử của chú chuột Mickey này như vậy. Thì chú chuột Mickey này nha, bản thân chú không phải là một cái người xa lạ với thế giới game, tại vì đã có rất nhiều tựa game khác nhau của Disney làm về chú chuột này rồi, và những cái tựa game này nó đều có một cái chất lượng nhất định luôn. Thì tương tự với lại là các tựa game của Kirby ấy, thì những tựa game của Disney làm xoay quanh chú chuột Mickey ấy, cũng có những cái màn chơi được thiết kế rất tuyệt vời, nhưng mà nó có một cái ưu điểm nha là độ khó của những cái trò chơi này là không cao. Vì thế bản thân những cái tựa game này á, nó thường hay nhắm vào là những cái là đối tượng giống như là những cái bạn trẻ nè, hoặc là những cái người đã có gia đình nè. Tại vì sao? Tại vì những cái tựa game này thường thường có hỗ trợ chế độ cao co-op, và Disney Illusion Island cũng không ngoại lệ luôn. Vì thế trong cả năm cái tựa game mà mình giới thiệu ở đây nha, thì đây là một trong số những cái trò chơi mà các bạn nên mua về nếu như mình đã có gia đình nè, hoặc là mình muốn chia sẻ những cái khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời với lại là những người bạn thân của mình nè, hoặc là đối với những người em nhỏ, con gái của mình cũng vậy. Thì nó sẽ đem lại những cái khoảnh khắc giải trí vô cùng tuyệt vời nè, vô cùng vui vẻ cho cả gia đình của mình luôn. Và đó là toàn bộ năm cái tựa game mà mình cảm thấy rằng đáng chơi nhất trên máy Switch trong nửa đầu năm 2023 vừa rồi. Và các bạn á, nếu như cảm thấy các bạn có cái trò chơi nào đó đáng chơi trên máy Nintendo Switch trong khoảng thời gian này ấy, thì các bạn hãy để lại bên dưới phần bình luận một cái comment nhé. Mình sẽ vào và đọc hết tất cả các bình luận của các bạn luôn. Để rồi mình sẽ bổ sung thêm những cái bản danh sách mới nè, hoặc là các bạn có thể chia sẻ những cái ý kiến của mình đối với những cái người chơi khác để cho họ có thể có những cái tựa game tuyệt vời để chia sẻ những cái khoảng thời gian quý báu bên cạnh người thân và gia đình của họ chẳng hạn. Và nếu như các bạn thích video clip hôm nay của mình đó, hãy để lại cho mình một like, một share và một subscribe, vì đó sẽ là nguồn động lực rất lớn luôn để tụi mình thực hiện thêm những video clip có nội dung tương tự luôn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới nhé.